đói cuối thời nhà Thanh đáng sợ như thế nào. Mặc dù không được ghi lại chi tiết nhưng chắc chắn đây là sự kiện rùng rợn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Khoảng 150 năm trước, một thảm họa lớn đã ập đến với đất nước tỷ dân. Khi đó, đồng bằng Hoa Bắc của Trung Quốc trải qua một đợt hạn hán hiếm gặp trong lịch sử, không có thu hoạch lương thực khiến dân chúng rơi vào đói kém. Nạn đói Đinh Mậu Kỳ Hoang là một trong những sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước nạn đói khốc liệt, những người dân đói khổ giằng co để sinh tồn. Thời điểm đó xuất hiện tình trạng vỏ cây đã cạn, cỏ dại lâu ngày không mọc, thậm chí phải nghiền đá thành bột. Ngay cả chính con người cũng trở thành thức ăn cho đồng loại. Những người sống sót đã viết một cuốn hồi ký có tên Bức tranh nước mắt trong thảm họa nhà Thanh. Trong đó viết, khi chứng kiến người vợ qua đời vì đói, người chồng đau lòng nên khóc lớn. Những người xung quanh lập tức ngăn cản vì nếu anh ta tiếp tục khóc thì cô vợ sẽ trở thành món ăn. Nghe xong, người chồng nín khóc rồi lặng lẽ mai táng vợ ở ngoài sân. Kết quả, sáng sớm hôm sau phát hiện trong sân chỉ còn bộ xương. Để ổn định nhân dân, chính quyền nhà Thanh đã thành lập nhiều trạm cứu trợ phân phát cháo. Khi đó, toàn bộ phía Bắc Trung Quốc đã hoang tàn vô cùng, họ bắt đầu di cư lên phía Nam. Thấy rằng miền Nam cũng sẽ rơi vào hỗn loạn, các thương nhân giàu có để bảo vệ lợi ích của mình đã chủ động quyên góp, đưa tế phẩm đến khu vực thiên tai. Chính sự chung tay cứu trợ đã góp phần ngăn chặn thảm họa này. Nạn đói đã qua nhưng nó vẫn để lại ám ảnh cho nhiều thế hệ. Đinh Mậu Kỳ Hoang đã lấy đi tính mạng của 20 triệu người dân và trở thành biến cố chưa từng thấy trong 230 năm trị vì của triều đại nhà Thanh.